Vô đi. Thưa giám đốc, có bạn giám đốc Kiếm ạ. Bạn tôi hả? Dạ. Cho vô. Trước đây là ông làm bên Đông Y, giờ ông chuyển qua ông coi tử vi. Ôi trời, chị ra anh có học về tử vi nữa hả? Cái đó đâu có học hành vậy đâu mà chị. Chỉ là do sở thích nên tôi tìm hiểu thôi. Có cần phải khiêm tốn vậy không? Ông coi hay lắm á. Ủa thiệt hả? Đúng rồi, nếu như mà hai người muốn á, sẵn dịp này á, tôi xem tử vi cho hai người luôn ha. Coi ngay bây giờ luôn à? Thì tức... hay quá. Tiếc quá, nếu mà nằm riêng lẻ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vì mạng kim với mộc á, thì luôn luôn khắc nhau mà. Như vậy có nghĩa là tôi có thể làm hại ổng á? Cũng có thể là như vậy. Để tôi giải thích cho hai người nghe nha. Chị là mạng kim, mà kim là cái rìu, còn anh là mộc, mộc là cái cây, mà cái rìu nó sẽ chặt bạc 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 gãy cái cây. Cái rìu nó sẽ chặt cái cây rất là dễ dàng. Bà đang nghĩ gì vậy? Tôi có nghĩ gì đâu. Có phải là cái chuyện mà bạn tôi nói bà mạng kim mà tôi mằng mọc đúng không? Đâu có. Những cái chuyện bói toán đừng có tin. Bà quên nó đi. Mà tôi thấy mấy cái chuyện đó đó không hẳn là sai hết đòn mà. Làm sao? Tôi thấy từ hồi mà chúng ta quen nhau á, ông cũng hay bị thương lắm đó. Bị thương? Hồi nào ta? Tôi đem cái này vô khi nào mà tôi tông cửa tôi chạy ra mà nói là ăn trộm chứ. Ba thằng đó không vậy? Kỳ vậy? Không sao. Mở cửa ra nhanh lên. Cẩn thận. Ba thấy sao rồi ba? Ông có sao không? Cái đó là do tôi sơ ý chứ không phải là do bà. Đối với tôi không có tin mấy cái chuyện bói toán, cho nên tôi không có bận tâm chuyện đó. Đây, ông nhớ cất kỹ nha. Cái gì vậy? Thì là chuyện hôm qua đó. Sao? Nghe ông bạn của ông nói vậy cho nên là tôi lo lắm, nên phải đi tìm một ông thầy tướng số khác để mà coi. Trời, bà tới đó làm cái gì? Đi xin cái lá bùa này đó hả? Phải, không ngờ ông thầy đó hả cũng nói y chang như là ông bạn của ông vậy. Tôi lo lắm, lỡ như mà tôi có số sát phù thiệt, ông bất ngờ ngẫm cua tèo, tôi biết phải làm sao đây hả ông? Sát phu cái gì? Tại sao lại tin bằng cái chuyện đó? Ông ạ, nhưng mà tôi lo lắm đó. Dù sao có lá bùa này vẫn hơn mà ông. Bà cứ tin vào những cái chuyện như thế này thì chỉ làm cho bà lo lắng thêm thôi. Không có nên tin vào những cái này. Nhưng mà thà không biết thì thôi á, biết rồi làm sao mà bỏ qua được hả ông? Tôi là nhất định tôi không tin. Tôi không tin ba cái chuyện nhảm nhí này. Ông ơi, ông làm cái gì vậy hả? Liễu à, thay vì bây giờ em mất thời gian vào những cái chuyện này, tại sao mình không dành cái thời gian đó để mình vun đắp tình cảm của hai đứa mình? Có phải hơn không? Tài của em. Liệu của anh. Tài của em. Hãy tin anh. Ba ơi, ôi trời ơi. Ôi trời. Bà sao vậy? Bụi vô mắt à? Hình như là vậy đó. Cô cần tôi giúp không? Tôi thổi ra cho. Ông đang lái sao thổi được chứ? Không sao đâu. Bà cứ đưa đầu lại gần đi, tôi thổi ra được mà. Ờ.
Được chưa? Hình như là vẫn còn một chút đó. Vậy à? Ừ. Làm lại lần nữa đi. Được không? Đỡ chưa? Ông ơi, con chơi! Hú hồn. Bà có sao không? Không. Ông có sao không? Vậy là thoát nạn á. Ôi trời. Để tôi giải thích cho hai người nghe nha. Chị là bạn Kim, mà Kim là cái rìu. Còn anh là Mộc, Mộc là cái cây. Mà cái rìu nó sẽ chặt bạc 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 gãy cái cây. Tôi thấy từ hồi mà chúng ta quen nhau á, ông cũng hay bị thương lắm đó. Tôi lo lắm, lỡ như mà tôi có số sát phu thiệt, ông bất ngờ cẩm cua tèo, tôi biết phải làm sao đây hả ông? Được không? Đỡ chưa? Ông ơi, con chơi! Ủa, sao tự nhiên hôm nay ông muốn đi dạo vậy? Thường ngày vào buổi tối, ông đâu thích ra ngoài đâu. Ai nói với bà vậy? Đôi khi thỉnh thoảng thì cũng đi dạo phố nhưng mà một mình. Nhưng mà hôm nay khác, là có bà sánh đôi cùng tôi. Ôi trời, cái ông này lãng mạn thiệt đó. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Hình như người ta đang cúng cái gì đó. Mình đến đó xem đi nha. Cái này là lên đồng đó ông. Hình như là vậy. Mà hình như là ông đâu thích ba cái vụ này mà đúng không? Tôi đâu có tin ba cái chuyện mê tín này. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đó. Hình như yêu khí nó đang lan tỏa đâu đây. Con yêu nữ. Không, chính mày mới là con yêu nữ. Mày chia con hãm hại đàn ông. Biêu. Ông ơi, con chơi. Làm gì vậy? Trời ơi, tôi nhận nó cụ gì vậy hả? Ông à, ông làm gì chứ hả? Tôi biết làm cái gì bây giờ? Trời ơi. Ông ơi, ông đâu rồi? Mày kêu con hả? Trời ơi. Nam mô. Ông à, mình về thôi ông. Đi. Mọi người làm gì đây vậy? Má tôi bị điên mà, mọi người về đi. Mẹ. Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.